Giày Converse là thương hiệu giày dép hàng đầu thế giới với hàng triệu lượt mua mỗi năm, nhưng không phải ai cũng biết cách phân biệt giày Converse thật và giả. Mặc dù đây là sản phẩm hấp dẫn các tín đồ thời trang khi mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng, nhưng ẩn chứa nguy cơ giày Converse fake, nhái khá nhiều. Rất nhiều bạn trẻ khi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh, do chưa có kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ nguồn hàng nên nhập phải hàng nhái, hàng fake, thậm chí cả giày Converse super fake nên các chủ shop khó mà nhận ra. Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn một số cách phân biệt giày Converse chính hãng cho người mới khởi nghiệp kinh doanh. 1. Phân biệt giày Converse giả và thật qua giá sản phẩm. Một giày Converse thật tại store chính hãng có giá trên 1 triệu đồng, thậm chí lên đến vài triệu đồng. Giày Converse hàng Việt Nam xuất khẩu có giá từ 500 đến 800 ngàn đồng. Vì thế, nếu bạn gặp ở đâu đó bán một đôi giày Converse được bán với giá vài trăm nghìn đồng thì chắc chắn đó là hàng fake. Bên cạnh đó, trên thị trường còn có những shop bán giày Converse fake, super fake, thậm chí là hàng giống hàng ao đến 99%. Vì vậy, để mua được một đôi giày Converse xịn, bạn nên tìm đến các cửa hàng uy tín. 2. Phân biệt giày Converse thật qua chất liệu vải. Khi cầm trên tay những chiếc giày, điều bạn cần quan sát đầu tiên đó là chất liệu vải của chúng. Vải giày Converse xịn luôn có chất màu đẹp, khó phai qua thời gian, trong khi vải của giày fake đều là chất liệu dễ phai màu. 3. Phân biệt giày Converse giả chỉ qua viền ngoài. Thông thường, giữa hai lớp cao su viền đế giày Converse thật sẽ có một lớp vải gia cố và có đường may ở phần này. Còn với giày fake, để có giá thành rẻ nên giày sẽ được gia công kém chất lượng, không có lớp vải tăng cường này hoặc nếu có thì cũng không thể nhái theo được. 4. Phân biệt giày Converse fake và thật qua logo. Giày Converse chính hãng có logo được may rất chi tiết, khi nhìn bằng mắt thường sẽ thấy chúng trơn bóng, mực in sắc nét, chứ rõ ràng bởi nó được in bằng máy ép nhiệt, sau đó được phủ bằng lớp ni lông. Trong khi đó, giày fake được làm cẩu thả nhằm có lợi nhuận cao nên các công đoạn bị lược bớt rất nhiều, logo thường không rõ ràng, mực bị lem ra ngoài và sẽ không thấy được sự trơn láng mịn giống như hàng xịn. 5. Phân biệt giày Converse thật và giả qua logo lưỡi giày. Từ tháng 9 năm 2013, gần như toàn bộ dòng chữ All Star trên logo cũ đều được thay bằng cụm từ Converse All Star. Tuy nhiên, một số giày xịn vẫn có logo cũ All Star. Để phân biệt chúng có phải hàng xịn hay không, bạn nên lựa chọn theo cách. Logo All Star xịn được viết giống như các mắt xích nối lại với nhau, nhìn rõ ràng, dày, trong khi hàng nhái thì thêu hơi mờ, không có hình mắt xích. 6. Phân biệt giày Converse thật qua mũi giày. Hàng thật, mũi giày mịn, các đường chỉ bao quanh được may rõ ràng, đều, không bị ngắt quãng. Do nó được làm bằng cao su, chất lượng tốt nên không bị biến dạng khi chịu tác động mạnh, màu sắc của chúng là màu ngà sữa. Hàng giả, giày Converse giá rẻ thường có các đường vân không rõ nét, xuất hiện các lỗi về chỉ khâu bởi quy trình sản xuất lỏng lẻo, không nghiêm ngặt như giày xịn. 7. Phân biệt giày Converse thật qua tem giày. Một trong những yếu tố nhận biết giày Converse xịn được các chủ shop truyền đạt chính là tem giày. Hàng thật, có thể quan sát và thấy rõ tem trên giày xịn dày hơn, chất liệu mịn, được in rõ ràng, màu sắc nét, không bị phai nhòe khi dính nước. 8. Phân biệt giày Converse fake và xịn qua lót giày. Hàng thật, logo được in đậm, không bị phai, đế lót được gắn chặt với chân giày. Đi thử và cảm nhận, lót giày xịn thường mang lại độ êm ái và có độ dày nhất định. 9. Phân biệt qua đường may, vắt sổ nút đóng. Hàng thật, đường may và vắt sổ đẹp, sắc sảo, các nút đóng được làm bằng thép, lõm vào. 10. Phân biệt giày Converse thật qua đế giày. Dưới đế giày chính hãng sẽ có hai chấm nhỏ nằm ở hai góc của phần giữa mũi giày. Ngoại trừ các loại hàng nhái cao cấp ra thì các loại giày nhái thông thường sẽ không có chi tiết này. 11. Hộp giày Converse fake và xịn. Hộp đựng giày Converse thật sẽ có dấu của nhà sản xuất, trong khi giày nhái thường thiếu điều này. 12. Giày gói Converse. Hàng thật, giày gói có in logo mờ, hàng nhái sẽ bỏ qua dấu hiệu này. Trên đây là 10 cách phân biệt giày Converse xịn với hàng nhái mà chúng tôi tìm hiểu và tổng hợp được trên các diễn đàn website kinh doanh. Tất nhiên, bạn sẽ không thể kiểm tra toàn bộ hàng nhập mà chỉ nên xem một số chiếc giày bất kỳ trong từng lô hàng của mình.